Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi chọn đời tuổi Ất Mão 1975, nam nữ mạng trong năm 2021 Tân Sửu, chính xác đầy đủ nhất. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai ai trong số chúng ta cũng tò mò muốn biết vận thế của mình năm 2021 sẽ như thế nào, tốt xấu ra sao. Và cũng giống như mọi người, khi bước sang năm 2021 Tân Sửu thì những người tuổi Ất Mão chắc hẳn cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để bước sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi về tử vi tuổi Ất Mão 1975 trong năm 2021 Tân Sửu để biết được rằng toàn bộ cát hung của mình trong năm, kèm theo đó là những giải pháp giúp cho những người tuổi Ất Mão có thể cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh và viên mãn. Không để mọi người phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tuổi Ất Mão 1975. Ất Mão hay còn được gọi là đắc đạo chi miêu, con mèo đắc đạo, năm sinh dương lịch từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến 30 tháng 1 năm 1976, mạng đại khề thủy, nước khe lớn, xương con mèo, tướng tinh con rơi. Tuổi Ất Mão với nạp âm thuộc hành thủy, do thiên can Ất có ngoảnh thuộc mộc, ghép với địa chi Mão có ngoảnh cũng thuộc mộc. Ta có thiên can địa chi cùng thuộc hành mộc, nạp âm và thiên can địa chi lại tương hợp ngũ hành với nhau, cho nên Ất Mão thuộc lứa tuổi có nhiều năng lực, thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Dù trong năm xung tháng hạn, nếu như có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để có thể dễ dàng vượt qua. Tuổi Ất Mão chứa nhiều mộc tính trong người, khi mộc vượng hay suy làm thiếu chất kim, kiềm chế các bộ phận như gan, mật, mắt, dễ có vấn đề khi lớn tuổi. Vì vậy tuổi Ất Mão nên lưu ý từ khi còn trẻ để về già đỡ bận tâm. Tuổi Ất Mão với thiên can là Ất, thiên can Ất đứng thứ nhì trong hàng thiên can, nó gần giống với đặc tính của thiên can Giáp, đó chính là tính tình mạch lạc, kỹ càng, ít khi bị sai lầm, biết lợi dụng thời cơ khi đắc thời. Đặc điểm của địa chi Mão thuộc chòm sao Hổ Cáp nằm phía đông hoàng đạo là sự nhanh nhẹn, khôn ngoan, ngoài mặt thường tỏ ra nhu mì nhưng cực kỳ mẫn tiệp, có niềm tin vững chắc, một khi đã quyết định điều gì là thực hiện cho bằng được, ít khi chịu bỏ ngang, thích đời sống tự lập, ngại gò bó, không ưa lệ thuộc vào người khác. Tuổi Ất Mão là tuổi hợp với những tuổi ngày tháng Ất Mùi, Đinh Mùi, Quý Mùi, Tân Hợi, Quý Hợi, Kỷ Hợi, Quý Mão, Tân Mão. Tuổi Ất Mão kỵ với các tuổi ngày tháng là Kỷ Dậu, Đinh Dậu. Tuổi Ất Mão do Mão và Ất đều tượng trưng cho hành mộc, cho nên năng lượng mộc ở đây là năng lượng mộc kép, khiến cho những người tuổi Ất Mão là những người vô cùng hào phóng, biết cảm thông với người khác. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện, tuy nhiên đôi khi quá tốt khiến cho người khác lợi dụng mình. Nếu như không muốn bản thân bị quá tải thì những người tuổi Ất Mão nên học cách từ chối khéo léo những yêu cầu vô lý của người khác. Ất Mão nếu như mệnh đóng tại tam hợp của Hợi, Mão, Mùi, có cục mộc, được hưởng cả ba vòng thái tuế, lộc tồn, tràng sinh, với chính tinh và trung tinh đắc cách hợp với mệnh, xa lánh các hung sát tinh, hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận, bàn tay có ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, tạo thành chữ mà ngay ngắn không đứt quãng, cộng thêm hai chỉ may mắn, danh vọng, thì đây đều là mỗi người thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Nếu như mệnh đóng tại Ngọ, Mùi, thuở thiếu thời lận đận nhưng trung vận thì phát phú và có thành vọng. Tuổi Ất Mão được Thế Chí Bồ Tát bàn trí tuệ, Hư Không Tàng Bồ Tát bàn phúc đức, Sư Như Lai bàn thọ, Văn Thủ Bồ Tát bảo hộ, là người có bệnh tiềm ẩn hoặc có chút dị tật nhỏ, số thọ trên Ất Mão thọ từ trên 70 tuổi trở lên. Đặc điểm về tính cách của những người tuổi Ất Mão. Tuổi Ất Mão, năm Mão tượng trưng cho lòng tốt, sự nhạy cảm, dịu dàng. Những người tuổi Mão cũng là những người hiếu khách, thích giúp đỡ người khác. Đây chính là đặc tính tự nhiên bởi vì họ không thích những tình huống khó lường trước.
Trong số 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất. Những ai thuộc về cung Mão đều là những người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ là những người ghét bạo lực, luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt dưới vẻ ngoài vô tình, lãnh đạm. Với óc sáng tạo, phong phú, tầm hiểu biết cao của mình, những người tuổi Mão có thể hiểu vô cùng tinh tế. Họ là những người có phong cách với óc thẩm mỹ, khiếu nghệ thuật rất cao. Tuổi Ất Mão là con người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm trông cậy vào bất cứ ai. Cuộc đời của họ cho dù gặp phải nhiều khó khăn vất vả, nhưng về sau công thành danh toại, ý chí, công sức được đền đáp một cách xứng đáng. Tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, lạc quan, yêu đời. Hơn nữa, tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người khó khăn trong cuộc sống, bởi vậy họ thường gặp được nhiều may mắn trong cuộc đời. Ất Mão với tuổi Mộc, mạng thủy, được tương sinh, cuộc sống tương đối có sự thuận lợi, tài lộc đầy đủ, số gặp bệnh phù chiếu mệnh cho nên thường bị đau ốm, sức khỏe không được tốt. Nếu như có chút tiểu tật trong mình thì sẽ được trường thọ. Ất Mão là những người thông minh, lanh lợi, là người có giác quan thứ 6 nhạy bén, hiểu được ý của người. Để thành công trong các ngành nghề cần sự giao tiếp và cũng dễ thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy vậy, họ lại thiếu đi sự kiên trì, chịu đựng, không dám gánh vác trách nhiệm một mình. Những người này có khuynh hướng hưởng thụ nhiều hơn là dấn thân, nhờ vậy mà tránh được những sóng gió, nhưng cũng khó tạo nên được sự nghiệp khả quan. Chỉ trừ những người Ất Mão sinh thuận mùa thu, đông thì cuộc sống mới an nhàn, dễ trở thành những người giàu có. Ất Mão 1970 năm, mệnh đại khê thủy, là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự, quý phái. Tuy nhiên đôi khi tuổi Ất Mão được coi là lạnh lùng và kiêu ngạo. Ất Mão thường gây rất nhiều ấn tượng cho người khác bằng sự tinh tế, duyên dáng, nhạy cảm của mình. Họ là những người lãng mạn trong tình yêu, hòa đồng trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt rất cầu toàn. Ất Mão đại khê thủy rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Họ biết lắng nghe, thậm chí chấp nhận thua cuộc trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự giải hòa. Chính vì điều này mà tuổi Ất Mão ít khi có kẻ thù. Ất Mão cũng là những người rất mến khách. Nếu như làm việc chung với những người tuổi Ất Mão, bạn sẽ thấy rằng họ là người chuyên nghiệp, có định hướng, làm việc rất hiệu quả. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người tuổi Ất Mão thường do dự, vì vậy đã để mất những cơ hội tốt trong cuộc đời. Ất Mão phần số cuộc đời, tuổi Mộc mạng thủy, điểm tô danh tài, thông minh ứng xử rất nhanh với nhiều năng lực, công danh sớm vào. Ất Mão mạng thủy cung ly, nước trong khe lớn tự nhiên chảy hoài, thu đông sinh đặng gặp thời, có phần sung sướng hưởng đời giàu sang, xuân hạ lỗi số gian nan, phần đông vất vả tấm thân lạc loài. Con người lòng dạ thông minh, bụng nghi thì có, thật tình chẳng sai, làm ăn tiền bạc có hoài, ba chìm bảy nổi đổi thay gia đình. Nhưng mà trong đạo vợ chồng, hoa thơm hương nghị trăng tròn vòng gương, chẳng qua đứt gánh giữa đường, duyên sau chấp nối mới yên ra đàng, một tay tạo của tạo tiền, hậu vận sùng túc đảo điên giảm dần. Đánh giá tổng quan năm 2021 Tân Sửu của những người tuổi Ất Mão. Tuổi Ất Mão sau một năm chịu sự kìm kẹp của Thái Tuế, thì khi bước sang năm 2021 Tân Sửu, Ất Mão đã không còn có quan hệ với Thái Tuế. Tuy vậy năm Tân Sửu, Thái Tuế phát sinh thiên tài, thiên quan, tạo nhiều cơ hội may mắn bất ngờ dành cho những người này. Năm 2021, tuổi Ất Mão sinh năm 1970 năm đã 47 tuổi, cho nên sẽ gặp phải một số ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp, gây hại đôi chút tới vận may, sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh trong thời gian sắp tới. Với thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ việc làm ăn, buôn bán hay đầu tư, nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Đặc biệt những người tuổi Ất Mão cần phải thật cẩn thận về mặt tiền bạc, bởi vì bạn không phải là những người quá chu toàn, chắc chắn về tiền bạc cho lắm. Về mặt sự nghiệp, năm 2021, Ất Mão không còn bị Thái Tuế che mờ, sẽ có một số cơ hội trong sự nghiệp vào năm này, nhưng trình độ chuyên môn của bạn chưa đủ, vì thế mà Ất Mão thường bỏ lỡ cơ hội,
Vậy nên tuổi Ất Mão hãy trau dồi hoàn thiện bản thân của mình, chuẩn bị đầy đủ, phấn đấu nhiều hơn nữa để nhận lấy những cơ hội tốt, nếu không thì công việc sẽ không được suôn sẻ như ý muốn. Tuy không bị thái tuế kìm kẹp, nhưng vận trình sự nghiệp của những người tuổi Ất Mão vẫn có những biến động nhỏ nhỏ. Tuy đã làm được việc nhiều năm, nhưng do tính cách khiến cho công việc không mấy tiến triển, mãi cũng chỉ là một người bình thường trong một tập thể. Tuy nhiên, trong hung thì có cát, thời điểm nửa cuối tháng 7, Ất Mão sẽ gặp được quý nhân giúp ích cho sự nghiệp phát triển trong tương lai. Về mặt tài lộc, vận trình sự nghiệp có phát triển thì mới có thể kéo theo tài lộc dồi dào. Điều này cũng không ngoại lệ đối với những người tuổi Ất Mão. Do vận trình sự nghiệp năm nay của bản thân sa sút nên mức thu nhập cũng giảm đi tương đối nhiều. Nguồn thu nhập chính không có nhưng nguồn thu nhập phụ tăng lên là do có vận thiên tài và chính tài. Trong năm 2021, bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển những nguồn thu nhập bên ngoài. Ất Mão nên dùng số tiền tiết kiệm trước đó để tiến hành đầu tư, bất kể rủi ro sản phẩm lớn hay nhỏ đều có những lãi tương ứng. Năm 2021 sẽ có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay hiếu hỉ, gia đình có việc cần phải sử dụng đến tiền. Tài chính năm nay khá nhiều những sự biến động, vì vậy những người tuổi Ất Mão nên cân bằng chi tiêu để tránh rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Về mặt gia đạo, năm nay chuyện tình cảm gia đạo có những chỗ cần đặc biệt phải chú ý, bởi vì rất nhiều những mâu thuẫn có thể dẫn tới những chuyện cãi vã lục đục trong gia đình. Nếu như vận đào hoa càng ngày càng tăng cao thì có thêm kẻ thứ ba khiến cho gia đạo vợ chồng đi đến những chuyện mâu thuẫn xích mích. Vì vậy năm 2021, tuổi Ất Mão nên quan tâm nhiều hơn tới gia đình để tình cảm gia đình càng ngày càng trở nên khăng khít. Về mặt sức khỏe, mặc dù những người tuổi Ất Mão đã 47 tuổi, nhưng khi còn trẻ, Ất Mão là những người đã tự giác xây dựng thói quen tập thể dục, ăn uống điều độ. Điều này cũng nhất quán trong suốt cả năm, vì vậy bản mệnh tự nhiên sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng đối với những người tuổi Mão thường xuyên phải làm thêm giờ hay phải quá lao lực thì những người này nên chú ý tới sức khỏe của mình thì sẽ tốt hơn. Tử vi chi tiết dành cho những người tuổi Ất Mão nạp mạng trong năm 2021 Tân Sửu. Chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, tử vi tuổi Ất Mão nạp mạng tiểu vận đóng tại hướng Tây Bắc, hành thủy là vượng địa. Tọa cùng tiểu vận có các sao cố định, cát tinh thì có tướng quân, quốc ấn, lưu thiên mã, hung tinh thì có bạch hổ. Tại cung tiểu vận với các bộ sao xung chiếu tam hợp chiếu, cát tinh có thiên mã, long chỉ, phượng cát, giải thần, hoa cái, lộc tồn. Hung tinh có tang môn, phục binh, phá toái, cô thần, quan phù, bệnh phù, thái tuế, thiên khốc. Và cũng tại cung tiểu vận với các bộ sao nhị hợp chiếu, ta có cát tinh có lực sĩ, hung tinh có trực phù. Tổng luận, chúc mừng những người tuổi Ất Mão nạp mạng, năm nay tiểu vận không vướng tuần, triệt nên những khó khăn, những trở ngại giảm đi tương đối nhiều. Năm nay tiểu hạn có bạch hổ. Bạch hổ vốn dĩ là một bộ sao mạnh mẽ, là bộ sao trong bộ tứ linh, hoa cái, bạch hổ, thanh long và phượng cát. Nhưng khi vào tiểu vận, nó dễ mang đến các tai họa như ẩu đả, thư kiện, đau ốm hay tang gia. Tiểu vận năm nay có tướng quân, đây cũng là một bộ sao mang tính chất mạnh mẽ, năng động, hoạt bát, dũng cảm. Tuy nhiên nếu đi cùng với tuần triệt thì tình cảnh sẽ hết sức khốn khó. Năm nay có quốc ấn ở tiểu hạn, đắc thời, đắc quan, đắc khoa, có huy chương bằng khen. Năm nay tiểu hạn có thiên mã, là hạn được đi đây đi đó, cũng có thể là phải chuyển nhà, chuyển cửa hoặc thay đổi xe cộ. Tử vi chi tiết dành cho những người tuổi Ất Mão nữ mạng trong năm 2021 Tân Sửu. Chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, tử vi tuổi Ất Mão nữ mạng tiểu vận đóng tại hướng Đông, hành mộc. Tọa cung tiểu vận với các bộ sao cố định, cát tinh thì có lộc tồn, hung tinh có thái tuế, thiền khốc, lưu tăng môn. Tại cung tiểu vận với các bộ sao xung chiếu tam hợp chiếu, cát tinh thì có quốc ấn, tướng quân, long chỉ, phượng cát, giải thần, hoa cái. Hung tinh có tuế phá, phi liêm, bạch hổ, bệnh phù và quan phù. Tại cung tiểu vận với các bộ sao nhị hợp chiếu, cát tinh thì có long đức hỷ thần, hung tinh có lưu hà, địa võng. Tổng luận, chúc mừng những người tuổi Ất Mão nữ mạng, năm nay tiểu vận cũng không vướng tuần, triệt nên những khó khăn, những trở ngại giảm đi tương đối nhiều. Năm nay tiểu hạn có bộ sao thái tuế, gặp bộ sao thái tuế thì trong năm đa phần gặp những chuyện kiện tụng, khẩu thiệt, những tai bay vạ gió,
tai tiếng, thậm chí có thể bị tù tội, vướng phải luật pháp. Năm nay tiểu hạn có tang môn. Tang môn có nhiều bất lợi trong năm, có thể có nhiều hoàn cảnh, nhưng đa phần đều có một kết quả chung, đó là sự u sầu và tiếc nuối. Năm nay tiểu hạn có lộc tồn. Lộc tồn xảy ra hai trường hợp, thứ nhất là được lộc, thứ hai nếu như hội tụ với các bộ sao xấu có thể sẽ bị mất lộc, thất thoát về tiền bạc. Năm nay tiểu hạn có thiền khốc hội với tang môn, có thể trong năm có rất nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Về sao chiếu mệnh, năm 2021 tuổi Ất Mão nạp mạng gặp sao Thổ Tú, nữ mạng gặp sao Vân Hớn. Sao Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan tới quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại thì kém may mắn. Hạn sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại, không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang điều xấu, nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh những mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu như là người chăn nuôi, không nên tính tới chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm tới rồi tính tiếp. Tuy nhiên, người mệnh thổ gặp sao này không đáng lo ngại cho lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mát, tâm lý không được vững vàng hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, nhưng cũng không gặp tai họa gì lớn. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau: Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đầu ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn kẻo giữ phải hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Sao Thổ Tú là một hung tinh thuộc hành thổ, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với hỏa, bình hòa với thổ, tương khắc với mộc, sinh xuất cho kim. Do đó Thổ Tú kỵ các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, hành kim là trắng, bạc, ánh kim. Thổ Tú hợp với các màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím, xanh nước biển, màu thuộc hành thổ là vàng đất, nâu. Năm có Thổ Tú chiếu mệnh thì 6 tháng đầu bình thường, 6 tháng cuối năm thuận lợi hơn, tháng 1, tháng 8 có chuyện buồn đau. Còn về sao Vân Hớn? Vân Hớn là một hung tinh, là một sao xấu chủ về bệnh tật, nữ mệnh khó sinh gặp họa huyết quang, nam mạng bất lợi đường quan trường. Sao Vân Hớn chiếu mạng thì gia đình bất an, điền sản bất vượng, vì vậy mỗi người cần phải tự thận trọng. Nhìn chung sao Vân Hớn là một hung tinh nhưng cũng tương đối lành, không ảnh hưởng nhiều tới công việc cũng như sức khỏe của mệnh chủ. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những chuyện thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau: Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít, hào tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành, hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất cho thổ. Do đó Vân Hớn kỵ các màu thuộc hành thổ là vàng, nâu, màu thuộc hành thủy là xanh da trời và đen. Vân Hớn hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, tím, cam, màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Vân Hớn kỵ nhất là vào tháng 4 tháng 8 âm lịch, cần phải cẩn trọng những hạn đã kể trên. Về vận hạn trong năm 2021, năm 2021 tuổi Ất Mão nam nữ mạng gặp hạn ngũ mộ. Trong năm có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp phải vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn sẽ là bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nề nhất rõ ràng là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu như khi mua bán mà không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng không được bảo hành, hoặc là bị mất trộm mất cắp, hoặc là bị chính quyền tịch thu bởi vì đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên việc hao tiền tốn của, bởi vì có thể gặp phải người gian trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về mặt tài chính của mình.
ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tình mắc phải dạ tai ngục hình. Căn cứ theo ý tứ của câu thơ trên, chúng ta có thể thấy rằng hạn ngũ mộ là một hạn xấu, gây tổn thất thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài chính và tiền bạc. Những người gặp hạn này thường thua lỗ trong việc đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi rất nhiều, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn, bởi vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè, người thân có việc cần phải giúp đỡ họ về mặt tài chính. Vận niên trong năm 2021 của những người tuổi Ất Mão. Năm 2021, Ất Mão gặp vận niên Thỏ Lộng Nguyệt. Thỏ Lộng Nguyệt là thỏ vườn trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc thì dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên bản mệnh gặp được may mắn, giải quyết nhanh chóng và suôn sẻ. Thi cử dễ đạt khoa bảng, xin việc thay đổi công tác thì bản mệnh nhận được vào chỗ tốt đang thiếu người. Trong năm nay, bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ra ngoài thì có tin vui về hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên về mặt tài chính thì trong năm nay bản mệnh tiêu pha rất nhiều tiền bạc, tốn kém, cho vay thì khó đòi lại được. Hơn nữa trong năm nay gặp vận niên Thỏ Lộng Nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế tới những nơi tiệc tùng ăn uống. Tuổi Ất Mão trong năm 2021 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2021 có 5 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Thứ nhất là tuổi Sửu phạm trị thái tuế, thứ hai là tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, thứ ba tuổi Mùi phạm xung thái tuế, thứ tư tuổi Thìn phạm phá thái tuế, thứ năm tuổi Tuất phạm hình thái tuế. Như vậy trong năm 2021, những người tuổi Ất Mão sẽ không phạm phải thái tuế. Tuổi Ất Mão trong năm 2021 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 35 liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, tai nghĩa là tài họa. Trong một đời người cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm có 35 liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão và Mùi gặp năm tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ và Mùi. Như vậy năm 2021, Ất Mão sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Ất Mão trong năm 2021 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng, đó chính là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Lục Xúc. Theo như kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên thì phạm phải Kim Lâu. Cụ thể, nếu như dư 1 chúng ta phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Và như vậy, trong năm 2021, tuổi Ất Mão 47 tuổi sẽ không phạm phải tuổi Kim Lâu. Tuổi Ất Mão trong năm 2021 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu như làm nhà vào đúng cung xấu, khiến cho công việc đang tiến hành gặp phải những trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn thì khó phát đạt, sức khỏe, quan hệ gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu. Cụ thể, nhất cát, nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục hoàng ốc. Theo quan niệm dân gian, nếu như làm nhà vào các năm phạm lục hoàng ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp hạn chủ về bệnh tật, tán ra bại sản nếu như gia chủ xây nhà, mua nhà vào năm đó. Đúc kết theo cách tính của dân gian thì đời người 70 năm tuổi sẽ có 29 năm phạm phải hoàng ốc, thọ tử và địa sát. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc đơn giản như sau. Chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị và chia cho 6 lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 ngũ thọ tử, dư 6 lục hoàng ốc. Như vậy năm 2021, Ất Mão 47 tuổi âm lịch sẽ phạm phải hạn hoàng ốc là ngũ thọ tử. Các bạn đã được lắng nghe video Tử vi chọn đời tuổi Ất Mão 1970 năm, nam nữ mạng trong năm 2021 Tân Sửu của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!